Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì hai chị em rất là vui luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là cô TN, hỗ trợ cho bà con dân tộc Khmer có hoàn cảnh thật sự rất là khó khăn luôn. Thì những lúc trước khi đã khó khăn rồi, lần này vào cái mùa dịch bệnh xảy ra nữa, thì trong một thời gian rất là dài thì bà con lại càng khổ hơn. Thì hôm nay rất là may mắn được cô TN hỗ trợ cho bà con nha. Chắc là bà con hôm nay vui lắm. Giờ xin mời các cô chú, anh chị và các bạn vào thăm các cô chú ở đây nha. Và sinh sống như thế nào? Dạ. Dạ, con chào cô nha. Dạ. Dạ, con mời cô đứng ở đây ha. Dạ. Hôm nay con đại diện cho cô TN ha, đến hỗ trợ cho gia đình cô một phần quà. À, dạ, gồm là 10 kg gạo. À, loại này là gọi gạo ngon nha cô. Thì mỗi phần quà như vậy là trị giá là một bao gạo là 10 kg, là 150.000 đồng, và một thùng mì Phúc Hảo là giá 68.000. Thì phần quà ngày hôm nay cô TN hỗ trợ gia đình cô là 218.000. Dạ, con xin mời cô nhận nha. Chúc gia đình cô nhiều sức khỏe. Dạ, cô ra nhận đi cô. Cô ra nhận đi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cô. Dạ. Nói không cô, mình em lên nói không? Dạ rồi. À, tiếp theo thì hộ lân cận bên đây thì mấy chị em cũng có chuẩn bị sẵn để cho bà con ra nhận cho nó tiện. Dạ, con chào bà. Dạ. Bà ơi, hôm nay con đến nhà, con đại diện cho cô TN nha. Bà ơi, bà ra đây nè bà. Dạ. Dạ, bà đứng đây là được rồi, bà đứng đây là được rồi. Con gửi tặng phần quà cho bà gồm 10 kg gạo ha, và một thùng mì. Dạ. Trị giá là 218.000. Dạ. Dạ, bà xuống nhận quà đi bà, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ, bà xuống nhận quà của mình đi. Dạ dạ. Tôi dạ rồi. Để ra đi. Dạ rồi. Để ra đi rồi nhỏ mình vô. Dạ rồi. Dạ. Rồi con chào bà nha. Dạ. Cảm ơn mấy chú mấy cô ơi. Dạ. Họ tiếp theo thì mấy chị mình đi đến là cô ở bên này. Dạ con chào cô nha. Dạ. Hôm nay con đại diện cho cô TN á đến thăm gia đình cô, gửi tặng cho cô một phần quà gồm có 10 kg gạo và thùng mì nha. Dạ. À, chúc gia đình cô nhiều sức khỏe. Dạ đây là phần quà của cô. Dạ. Dạ không dạ. Ai ở tuần quà thì mừng lắm. Cảm dạ. ơn. Dạ không. Dạ. Cô như cô nhận phần quà. Dạ. Cảm ơn con chào nha. Cô nha. Dạ. Dạ. Cái này bằng không được trơn, tháng mấy nay 2 tháng này không bằng chứ. Còn dạ. giờ nghỉ trơn. Dạ. Dạ. Rồi có bằng gì trơn, thông thông rồi cũng khó khăn quá đó cô. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ dạ. Dạ. Con chào cô. Dạ. Dạ con chào ông. Cảm ơn. Dạ. À, con chào ông nha. Hôm nay con đại diện cho cô TN á đến hỗ trợ gia đình cô chú phần quà nha. Dạ gồm 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ. Chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Nhà mình đang được sửa lại hay sao ông? Dạ, được sửa lại. Dạ, cái này là mình tự để dành dụm để mình cắt hay là được hỗ trợ với ông? Hỗ trợ thêm tiền nhà vô mới. À dạ, được mọi người hỗ trợ cho ông. Dạ, dạ rồi. Chúc ông nhiều sức khỏe nha. Con chào ông. Dạ. Dạ con chào cô. Con mời cô ra để nhận phần quà của cô TN nha cô. Dạ. Dạ, đây là phần quà của cô TN gửi tặng cô nha, gồm có 10 kg gạo ngon và một thùng mì. Dạ, trị giá là 218.000. Dạ. Con gửi tặng cô nha. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha, cô chú nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, con mời cô. Dạ. Dạ. Dạ, mình còn hộ nào nữa anh? Dạ. Dạ, hộ nào chị? Dạ. Dạ, em mời gia đình ra nhận quà của cô TN nha. Mở cửa đi liền này nhé. Dạ, dạ. Dạ. Em gửi anh nhận phần quà. Đây là phần quà của cô TN gửi tặng nha, gồm 10 kg gạo ngon và là một thùng mì. Dạ, mình có thể nhận phần quà của mình. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Em mời gia đình mình ra nhận quà của cô TN nha. Dạ. Dạ. À, đây là phần quà của cô TN gửi tặng gia đình mình, gồm 10 kg gạo ngon và một thùng mì nha. Dạ. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ em mời anh luôn. Anh là nhà kế bên đúng không? Dạ. À, đây em đại diện cho cô TN gửi tặng gia đình phần quà nha, gồm 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ.
Dạ cô Tiên ơi, thì đi sâu vô đây có những hộ thật sự rất là khó khăn luôn nha. Bây giờ con sẽ mời mọi người ra để nhận quà. Dạ, con chào cô nha. À, con mời cô ra phía trước nhận quà, đây là nhà của cô hả? Dạ. Dạ, còn một hộ nữa đâu cô? Cô ơi. Còn hộ gì ra con ơi? Dạ, còn hộ đó đâu cô? Dạ, bên đây phải không? Dạ. Dạ. À, con mời cô một hộ bên kia, mình ra nhận quà luôn nha. Dạ, còn hộ nhà này. Nhà đó đi. À, dạ đi bên Dương chưa về? Dạ, dạ, con mời cô ra luôn nha. Dạ cô ơi, hôm nay con đại diện cho Mạnh Thường Quân á, đó là cô TN nha, hỗ trợ cho gia đình cô phần quà gồm 10 kg gạo ngon và một thùng mì nha. Dạ, chúc gia đình em cảm ơn cho mấy chị phụ nữ miền Tây đã hỗ trợ cho em mùa dịch này, em cũng rất là cảm ơn nhiều. Dạ dạ, dạ chúc nhiều sức khỏe nha chị. Dạ còn cái cô kế bên nhà của cô, mời ra giùm con luôn nha. Dạ. Dạ, cô đang ra. Ở đây thì các cô thì ở sâu sâu ở phía trong không à? Dạ. Dạ, con chào cô nha. Dạ. Hôm nay con đại diện cho cô Tí En đó, gửi tặng gia đình mình phần quà nha, gồm 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Dạ, tiếp theo thì con mời cô đi theo con nha, hai hộ trong này nữa. Dạ. À, chào con. Dạ. Dạ. Dạ, em mời chị nha. Dạ, em mời chị. Đây là phần quà cô Tiên gửi tặng gia đình mình nha. Dạ, gồm 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ, đây phần quà của chị. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, mời em nha. Đây là phần quà của em nhà kế bên cạnh. Thì đây là phần quà của cô Tiên gửi tặng gia đình mình nha. Gồm 10 kg gạo và một thùng mì. À, đây là phần quà của em. À, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Con chào ông. Đây là nhà của ông. Ông ơi, ông bao khẩu trang lại nha. Dạ, hai ông là cùng một nhà hay sao ông? Có. À, là cùng một nhà. Vậy con mời ông ra phía trước nhận quà nha. Dạ dạ. Dạ dạ, dạ, dạ đúng rồi ông. Ông đi theo con nha. Dạ dạ. Dạ. Ông có thể bưng phần quà nổi không ông? Được. Dạ được ha. Dạ. Nếu không được thì con sẽ nhờ mấy anh hỗ trợ ông đem phần quà vào. Con đem này cô ơi, bà mất bỏ rồi. Dạ. Sống mình đem. Ông sống có một mình không? Dạ. Dạ. Con đứa con ông mở dạ. Kẹt ở trên cái tháng trẻ 2-3 tháng không về. Dạ không có về thăm ông được không? Không về thăm được cô. Dạ. Dạ. Ông ơi, đây là phần quà của cô Tiên gửi tặng ông nha. Gồm dạ. 10 kg gạo và một thùng mì. Cảm ơn các cô, các bố trơn nha. Dạ. Cảm ơn các bạn ảnh hết trơn luôn con. Dạ. Chúc cho con được sự bình an nha. Dạ. Con chúc ông nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn con, cái này hết trơn. Dạ hết, cái này là của ông đó ông. Dạ, phần quà này là của ông. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ, chú mừng quá mừng rồi. Dạ, tiếp theo thì con mời cô đi qua đây cùng với con nha. Chị mời em nha. Ủa, gia đình em là một cái căn nhà nhỏ ở ngoài đó thôi hả? À rồi, chị mời em nha. À, đây là phần quà cô Tiên gửi tặng gia đình mình nha. Gồm 10 kg gạo và một thùng mì. Đây là phần quà của em. Dạ, cảm ơn. Rồi. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Rồi. Nhà đẳng dạ em chào chị nha. Em mời chị ra nhận phần quà của cô Tiên nha chị. Dạ chị ơi, em mời chị ra trước nha. Dạ dạ, mình sống cùng với ai hả chị? Sống với mẹ. À dạ. Hôm nay em đại diện cho cô Tiên gửi cho tặng gia đình mình phần quà nha, gồm 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ. Dạ, em cũng cảm ơn chương trình này nha. Dạ, coi, dạ. Hôm nay phần quà của chị. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ.
em chào anh nha. Dạ. Dạ, em mời anh ra phía trước để nhận quà nha. Dạ. Còn hộ trong đây nữa. Dạ, đây là phần quà của cô Tiên đó, gửi tặng gia đình mình nha, 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ, chị cảm ơn. Dạ, dạ rồi. Chị nha. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Còn hộ phía sau nữa cô anh nhỉ? Dạ, mình đi ra phía sau luôn. Dạ, luôn. Dạ. Dạ, con chào bà. Trời ơi, lâu quá con mới gặp bà. Ê, dạ. Chào con. Dạ, bà khỏe không bà? Khỏe, đau nhức hai cái giò đi. Dạ hả? Dạ, con mời bà ra phía trước nhận quà nha. Cái. Lâu lắm con mới vô đây con thăm bà. Ê, dạ. Với lại con cũng sợ con kia. Ừ, bị mốt luôn, hổn xỉu tưởng chết rồi. Vậy hả bà? Dạ, sức khỏe bà không được tốt lúc này hả? Mấy ngày nay ta cho tiền cái chích thuốc, mua thuốc uống này kia không có. Dạ, dạ. Dịch bệnh này cũng khó khăn hả bà? Ừ, rồi dạ. Tí lan đó người ta cho bán, dự bà bán của bà cho anh. Dạ. Hôm nay con đại diện cho cô Tiên gửi tặng cho ba một phần quà nha. Dạ, rồi 10 kg gạo thùng mì. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ rồi. Chúc cô mạnh giỏi sức khỏe. Dạ, dạ. Bằng ăn phát đạt. Dạ rồi. Dạ, con cảm ơn bà. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, mau hết bệnh nghe bà. Dạ. 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 Hổ nào anh Nghĩa ơi? Dạ, hổ của bà. Dạ, con mời bà. Dạ. Trời ơi, con đi lộn hả? Lộn. Dạ. Bà ơi, cái phần quà này là của cô Tiên gửi tặng gia đình mình nha. Gồm 10 kg gạo và một thùng mì. À, đây là phần quà của bà đó. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe. Lúc này bà cũng khỏe hả? Dạ, cũng khỏe. Dạ. Là một tháng đi lấy thuốc là 3 triệu mấy. Dạ, xin chào bà nha. Dạ, mời cô lại nhận quà nha. Dạ, đây là con mời cô lại đặng. Là hai hổ phải không nè? Dạ. Dạ, đây là phần quà cô Tiên gửi tặng cô nha. Gồm 10 kg gạo và một thùng mì. Cô làm ăn phát đạt. Dạ. Chúc đi dài may mắn. Dạ, con cảm ơn. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Dạ, cô Tiên ơi, thì hiện tại ở nhà của cô với lại em á, là nhà liền kề cùng với nhau. Cho nên là hai hộ hoàn toàn khác nhau. Cho nên là xin phép cô Tiên được trao cho em luôn nha. Dạ, mời em nha. À, đây là phần quà cô Tiên gửi tặng gia đình nha. Gồm có 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, dạ. Dạ, con mời cô nha. Dạ. Dạ. Dạ, cô ơi, con mời cô ra ngoài đây nha. Dạ. À, đây là phần quà của cô Tiên gửi tặng gia đình mình nha. Gồm có 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ. Dạ, con chào bà. Cái này bà khỏe không? Còn muốn bán gì không bà? Không, không dám bán. Dạ, bà ra nhận phần quà của cô Tiên nha. Dạ. Dạ, không dám bán nữa hả bà? Dạ. Dạ, con gửi bà, đây là phần quà cô Tiên gửi tặng gia đình mình nha. Gồm 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, bà có thể nhận phần quà đó. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. 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 Dạ, con chào cô. Dạ, thôi, mấy con vô nhà đi, không mang khẩu trang là vô nhà nha. Dạ. Dạ. Con mời cô ra nhận quà cô Tiên nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy cô. Dạ. Dạ. Dạ, hôm nay con đại diện cho cô Tiên gửi tặng gia đình mình một món quà nha. Dạ, gồm có 10 kg gạo và thùng mì. Dạ, cảm ơn cô nhiều dạ, lắm. Dạ. Ổn cho cá cũng mừng hết sức vậy. Dạ. Ăn được 2-3 ngày. Ủa vậy hả cô, ăn vậy đó hả? Dạ, dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ rồi, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi, tiếp theo em để em mời. Dạ, con mời cô nha. Con mời cô qua nhận phần quà của cô nha. Dạ. Dạ. À, đây là phần quà cô Tiên gửi tặng gia đình mình gồm có 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Thẳng thẳng nha cô. Dạ. Dạ. À, mời gia đình nha. Con ơi, bịt khẩu trang lại con. À.
này là một hộ hay hai hộ với gia đình? Hộ riêng không ạ? Hộ riêng thì bên đây mình sẽ được nhận một quà, một phần nữa đó. Dạ, rồi mời em nha. Dạ. Ở đây là phần quà cô Tiên gửi đến gia đình mình nha. Rồi, 10 cây gạo và một thùng mì. Rồi, chúc gia đình sức khỏe. Dạ rồi, tiếp theo. Dạ, con chào cô. Dạ. Con mời cô ra ngoài nhận cái phần quà của cô Tiên nha. Dạ, gồm có 10 ký gạo và một thùng mì. Tôi rất cảm ơn mấy dì, mấy cậu chúc cho tôi bị dịch này ăn lấy thảo, rồi dồi dào sức khỏe, rồi có sao làm phước nữa, nhiều nhiều nữa, có chồng giàu nữa, giàu nữa cậu cũng có cho vợ giàu nữa. Nè, tại ba gì cũng đi mua thuốc nữa. Dạ, rồi rồi, chúc cô nhiều sức khỏe. Đi, dạ. Đi nhà về Úc á, về Úc khỏi đau ngoài á. Dạ, dạ, chúc cô nhiều sức khỏe dạ, nha. Dạ. Dạ. Cái đó là Jessigo sao chị? Cái đó là Jessigo mà. Mình chồng được không chị? Được, thấy ngoài kia cũng có người ta chồng đó. Dạ hả? Cũng có người ta chồng đó. Dạ, dạ mình đứng đây được rồi, mình đứng đây được anh. Dạ, dạ, dạ. Hôm nay em đại diện cho cô Tiên gửi đến gia đình mình phần quà nha. Gồm có 10 ký gạo và một thùng mì. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Tại nãy thấy anh đi bắt cua chưa về. Cua chưa về. Dạ, dạ, hôm nay nhiều cua không anh? Dạ. Hôm nay nhiều cua không? Có được 2 con nè. Ôi trời, dạ. Rồi chúc anh bắt được nhiều cua. Dạ. Con ngon mà cô Tiên đi theo con nha. Dạ, con chào bà, chào mấy chú, mấy cô. Dạ, con chào chú. Dạ, chú ơi, con mời chú đi ra nhận phần quà của cô Tiên nha. Dạ, dạ, con mời chú. Dạ. Dạ, con mời cô luôn nha, con mời cô ra nhận phần quà luôn. Dạ. Dạ, con mời chú nha. Dạ. À, hôm nay con đại diện cho Mạnh Thường Quân là cô Tiên gửi tặng cho cô một phần quà, chú phần quà nha. Gồm dạ, có 10 ký gạo và một thùng mì. Dạ, vậy là cảm ơn cô dạ, chú. Dạ, dạ, dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, còn phần quà của cô thì nhà kế cạnh bên lên nha cô. Dạ, con mời cô luôn. Dạ. Dạ, đây là phần quà của cô Tiên gửi tặng gia đình mình. Dạ, 10 ký gạo và thùng mì. Dạ, đây là phần cô nhận đi. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, con mời chú nha, ra nhận phần quà của cô Tiên. Dạ. Dạ. Con đại diện cho Mạnh Thường Quân là cô Tiên gửi gia đình mình là 10 ký gạo và một thùng mì. Dạ. Cảm dạ ơn mấy cô với mấy anh luôn nha. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe dạ, nha. Dạ. Còn người nào nữa? Ô, còn anh. Dạ. Anh kìa. Ừ, anh. Anh kìa. Con hộ nào anh? Đúng hộ kế luôn. Hộ kế luôn ha. Dạ rồi, để em đi, em đi kìa. Còn anh lẻ đi. Quanh quanh kia về con. Ủa, nhà này là của chị hả? Dạ, vậy em mời chị ra ngoài đây luôn nha. Dạ, mình dép gì đâu, dép gì đâu. Trời ơi, nghe phần quà mừng quá, bỏ dép luôn rồi. Dạ. Dạ, đây là phần quà của cô Tiên gửi tặng mình nha. Còn có 10 ký gạo và một thùng mì. Dạ. Rồi, dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Mình dạ, dạ có thể về nhà. Dạ. Dạ, em chào chị nha. Em mời chị ra trước nhận phần quà của cô. Dạ. Dạ. Kì 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 kì. Dạ. Cô Tiên gửi tặng cho chị một phần quà nha, gồm 10 ký gạo và một thùng mì. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Dạ, tiếp theo mình vô đây đi. Dạ. 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 Em mời chị nhận phần quà của cô Tiên nha. Dạ. À, gồm có 10 ký gạo và một thùng mì. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chị mới đây ăn ra thấy rồi. Dạ, con chào bà nha. Dạ. Bà đợi con một chút xíu nha, chị con đang lấy quà vô. Dạ. Sức khỏe bà tốt không bà? Dạ. Dạ. Dạ, con mời bà nha. Dạ, con mời bà
Dạ, hôm nay con đại diện cho cô Tiên gửi tặng gia đình mình phần quà gồm có 10 kg gạo và một thùng mì. Chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Quá. Dạ để con tiếp cho. Dạ. Con nhỏ xong nè. Dạ. Nhỏ xong. Dạ, để con mời. Mang khẩu trang vô đi chị. Ở ngoài đây là mình mấy hộ chị ha? Đây hộ với nhà này hộ. Dạ. Dạ. Bây giờ thì em sẽ mời hộ này trước. Dạ. Rồi xong hộ này là chị này vô rồi xong tới chị kia ra ha. Dạ em mời chị trước. Dạ. Dạ. À, hôm nay em đại diện cho cô Tiên gửi tặng gia đình mình 10 kg gạo và một thùng mì. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Dạ, em mời chị nha. Dạ. Hôm nay em đại diện cho cô Tiên gửi tặng gia đình phần quà 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Bà ơi, bà mang khẩu trang vô nha bà. Bà mang khẩu trang vô. Dạ. À, dạ cô Tiên ơi, thì hiện tại thì thấy trong nhà có bà và cháu. Con mang khẩu trang lên đi con. Con mang khẩu trang lên nha. Con đứng trên nhà đi, con đứng trên nhà. Ừ, con đứng trên nhà đi, với bà đi. Rồi. Cái này cô gửi tặng, đại diện cho cô Tiên gửi tặng gia đình con nha. Con nhận thay nha. Dạ, một thùng mì. 10 kg gạo nha con. Rồi, chúc bà chúc con nhiều sức khỏe. Cẩn thận nha con. Đó luôn, còn phần sau hè nữa. Dạ phần sau hè nữa ha anh. Dạ rồi. Dạ. Dạ hết rồi, về phần bên này. Ủa cô ơi, con có thể leo lên đây được không cô? Được. Dạ. Ủa vậy con phóng xuống nè. Không được. Không, con bay xuống luôn. Dạ. Ủa con mời cô ra luôn. Dạ. Dạ, hôm nay con đại diện cô Tiên gửi tặng gia đình mình 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ, dạ con rồi. Đây là phần quà của cô nha, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, cô có thể nhận phần quà của mình rồi đó. Dạ, cẩn thận nha cô. Dạ, dạ con chào chú nha. À, con mời chú ra nhận phần quà của Mạnh Thường Quân nha chú. Dạ. Dạ. Ở nhà gia đình mình làm nghề gì để sinh sống chú ha? Dạ, máy cắt. Dạ. Để dạ. Mình đi theo máy cắt hả chú? Dạ. Dạ, đây là phần quà của cô Tiên gửi tặng gia đình mình 10 kg gạo và một thùng mì nha chú. Dạ, chúc gia đình mình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Cô ơi, cô bịt khẩu trang lên cô. Dạ. Con chào cô nha. Dạ. Mình qua đi em. Dạ. Dạ, cô ơi, con mời cô ra nhận phần quà nha. Dạ. Phần quà này của cô Tiên gửi tặng 10 kg gạo và một thùng mì. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, dạ cô có thể bưng phần quà vô nhà được rồi. Dạ. 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 Cẩn thận con trai, cẩn thận. Dạ dạ. Mình có thể vô nhà được rồi đó cô. Dạ. À, em mời anh ra phía trước nhận quà cô Tiên nha. Dạ. Phía sau còn nhiều nhà lắm hả anh? Còn. Dạ. Dạ, em đại diện cho cô Tiên gửi tặng gia đình phần quà 10 kg gạo và một thùng mì. Đây là phần quà của mình nha. Cảm ơn. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ chú ơi, con mời chú nha chú. Chú ơi, con mời chú. Dạ. Ở phía sau có rất là nhiều nhà luôn. Dạ. Con chào chú nha. Đây là phần quà của cô Tiên gửi tặng mình. Dạ. Cảm ơn mấy cô mới đem ở đây. Dạ. Chương trình giúp đỡ. Dạ, 10 thùng gạo với 10 kg gạo với lại một thùng mì. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Cô Tiên gửi tặng gia đình mình nha.
10 ký gạo và một thùng mì. Không thấy ngăn hả? Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Ôi, con chào ông nha. Dạ. Con chào ông. Dạ, ông ơi. Dạ. Hôm nay con đến thăm ông đại diện cho Mạnh Thường Quân cô Tiên. Dạ, ông cứ lên đi ông nhận phần quà của mình nha. 10 ký gạo và một thùng mì. Dạ, ông ơi, ông cứ nhận phần quà của mình. Dạ, chúc ông nhiều sức khỏe. Dạ, ông có thể bưng cái phần quà mình vô nhà. Dạ, dạ, dạ. Cẩn thận nha ông. Ủa sao mình đứng đây đông vậy? Mình nhãn ra đi chị. Mình nhãn vô nhà đi. ai cũng vui mừng á, cho nên ai cũng tranh thủ ra để nhận quà. Dạ, mời cô nha. Hôm nay được nhận quà vui không? Hả? Trong mùa dịch này gia đình có làm gì kiếm tiền được không? Không hả? Thường ngày là làm nghề gì? Một tháng trời mình nghỉ không có làm gạch ha. Hôm nay rất là vui luôn, cô Tiên gửi tặng gia đình mình 10 ký gạo với là một thùng mì. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, con mời cô nha. Dạ. Dạ, hôm nay con đại diện cho cô Tiên tặng đến gia đình mình phần quà 10 ký gạo và một thùng mì. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Kêu mọi người ra đi em nha. Dạ. Anh Nghĩa ơi, nhà bên đây anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa ơi. À, là nhà mình ở đây hả chị? Dạ. Dạ rồi, em mời chị ra nhận phần quà của cô Tiên nha. Dạ. Chị. Chưa, đợi em chút xíu anh Nghĩa ơi, cô nhận trước hả? Dạ. Dạ dạ, con chào cô nha. Đây là phần quà của cô Tiên gửi tặng 10 ký gạo và một thùng mì. Dạ, cảm ơn. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Chị ơi, đi vô đây nha chị. Dạ. Em chào chị nha. Dạ, em mời chị. Dạ. Đây là phần quà của cô Tiên gửi tặng. Em mời chị. 10 ký gạo và một thùng mì. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, con chào cô chú. Dạ. Dạ, dạ chưa, cô lên nhà đi, cô lên nhà đi. Dạ, cô lên nhà. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ, con mời một người đại diện. Dạ. Dạ. Con đại diện cho cô Tiên gửi tặng 10 ký gạo và một thùng mì. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. À, mình mời từng người thôi anh Nghĩa ơi. Con mời bà. Ủa bên đây nữa hả? Ủa còn mấy hộ anh? Còn hộ phía sau nữa. Trời ơi, cô tưởng đâu là cô chú. Dạ, con gửi tặng cô 10 ký gạo và một thùng mì. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Nhà nhiều lắm quá anh Nghĩa ơi. Rồi, hết chưa? Hết rồi. Rồi, tiếp tục. Dạ. À, hôm nay đi thật sự đến từng nhà thì thật sự hai chị em rất là vui luôn cô Tiên. Thì khi nhận được phần quà này thì bà con rất là vui. Có những cô chú thật sự rất là xúc động luôn. Thì nhằm 10 ký gạo một thùng mì cũng trang trải phần nào rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thì con hôm nay thì hai chị em con cũng đã trao hết là 50 phần. Thì con cũng xin chúc cô Tiên và gia đình lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, hai chị em con xin chào cô Tiên, chào các bạn. Bye bye.